Jimmy kính chào tất cả quý khán thính giả của kênh YouTube Giáng Ngọc Production. Hôm nay Jimmy tiếp tục đến với cả quý vị một chương trình mới, một chương trình nấu ăn trên kênh YouTube của trung tâm Giáng Ngọc. Và nhân vật chính của chúng ta sẽ hướng dẫn với chúng ta những món ăn ngon, những món ăn Việt Nam cũng như là những món ăn của Mỹ, của Pháp. Đó là giám đốc của trung tâm Giáng Ngọc, ông Lê Văn Trường. Xin chào chú. Chào tất cả quý khán thính giả đang theo dõi chương trình Giáng Ngọc của Giáng Ngọc Production và chào Jimmy. Thưa chú, như Jimmy có lần trước đó, phỏng vấn chú đó thì được biết là chú bên cạnh việc điều hành ban nhạc vào năm 1982 đúng không ạ? Đúng là 82. Vừa làm ban nhạc lại có nhà hàng rồi, được biết chú lại có cái tài nấu ăn rất là ngon. Thật sự thì chú qua đây 1975 thì chú đã làm với nhà hàng chef cook của nhà hàng của Mỹ đến 1988-1990 thì bắt đầu chú có tổ chức show với lại một số ca sĩ cũng như các ban nhạc, ban nhạc tin sao kỳ đó. Thì sau đó từ từ đến 1982 thì chú đã liên lạc được với các nghệ sĩ từ thời gian qua đó, như là em Viết Phương, Thanh Thúy, là một số nghệ sĩ nổi tiếng, Khánh Ly, và chúng đã làm trung tâm ban nhạc Giáng Ngọc kể từ 1982. Và sau đó thì đến 1984 thì chú lại mở vũ trường Champagne trên đường Cà Tên Cô. Thì Champagne xong rồi 1-2 năm sau chú lại mở thêm một cái là Queen Bee ở trên Alhambra đó. Tức như là hai vũ trường. Và trong khi đó thì tôi cũng có một cái nhà hàng của Mỹ ở gần Santa Ana College của Mỹ, bán cho Mỹ Steakhouse. Và sau đó thì các Jimmy cũng biết qua làm cho Carousel của anh em Hải Quân, của tất cả anh em Hải Quân hùng vốn để làm cái nhà hàng Carousel. Thì đó là quá quá khứ của chú đó. Mà nhưng mà tự hỏi là chú học nấu ăn từ ai? Đúng ra thì từ nhỏ trong gia đình các anh các chị cũng như bà ngoại với mẹ đó thì nấu ăn rất là ngon. Thì gia đình vì sống chung với nhau ở Huế đó thì tất cả anh chị em bà con cô bác nghe là cứ cuối tuần tụ họp nhau và ở nhà có bà chị cả và nấu ăn rất là ngon. Đi theo trong khi đó là có một bà cô nữa là cũng là nấu ăn chuyên nghiệp, rất là chuyên nghiệp. Chuyên bà những cái tiệc cưới ở Huế đó thì mỗi lần tiệc cưới này kia là bà đứng ra làm dùng cho người ta. Và ta đi theo bà coi như học lóm thôi chứ mình kỳ đó mình đi học đâu có trong gia đình đâu có cho mình đi học nấu ăn. Và sau đó thì khi vô lính thì cũng tự miên tự diễn rồi đi đơn vị, và khi qua Mỹ đây thì sau so là người của cố vấn của trường dạy ngày xưa và đã kiếm cho mình một cái shop là cúc ở Imperial Country Club ở La Brea này. Làm thời gian 1-2 năm rồi đổi qua nhà hàng khác ở Chicken Fried Restaurant. Đó là cái lúc mà mới qua Mỹ đó. Vậy thì bây giờ trong cái tập đầu tiên nấu ăn này đó thì chú có gửi đến khán giả món ăn nào? Việt Nam hay món Mỹ? Bây giờ chắc có lẽ là vì chú người Huế mà rất là nhiều người trong thời gian vừa qua thì chú làm nhiều món ăn lắm, nhưng mà rất là nhiều người thích cái món bánh bèo. Bèo Huế là rất là đặc biệt, bánh bèo khôn, và nó khác cái bánh bèo phương Nam. Bánh bèo phương Nam thì có đậu xanh, có đậu này kia, có nước dừa, nhưng mà bánh bèo của ở Huế thì chỉ tôm mà thôi. Và đặc biệt là bánh bèo ăn với lại chả lụa, chả Huế. Thì hôm nay chắc có lẽ là cố thành thủ thời giờ để mời tất cả quý vị theo dõi. Cái này làm rất là dễ, mà chắc chắn chú nghĩ là bất cứ người nào mà theo dõi cái chương trình này chắc chắn quý ông quý bà các cô các cháu các em đều làm được, bắt buộc chắc chắn là làm được. Thì trong thời gian của khoảng 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi thì mình có vừa bánh bèo mà vừa có chả Huế nữa. Hay quá. Chắc có lẽ là bữa nay mình sẽ giới thiệu đến cái món đó. Tất cả quý vị, mời quý vị có thể
bắt đầu theo dõi. Thì rất là dễ làm, quý vị cứ theo. Thì đầu tiên mình có điểm là mình đầu tiên thì mình phải trộn bột trước, là vì cái bột mình phải để 10-15 phút để cho nó nở ra thì cái bánh nó mới ngon, bánh bèo nó mới ngon. Okay. Thì đầu tiên á, sử dụng cái bột hương xưa của công ty hương xưa Miko, công ty bột pha sẵn Miko. Thì đây loại bột này là bây giờ rất là nổi tiếng, là vì làm nó ngon và cái bánh nó dẻo và nó rất là pha chế sẵn rồi. Mình chỉ đổ nước vào hòa là xong. Thì bây giờ đây là một bao nó là 400 gram. 400 gram. Thì mình phải hết này luôn hả chú? Thì thường tùy theo, nếu thì trong này nếu mà 400 gram á thì mình là 1 lít nước. Thì bây giờ nếu mà mình muốn 200 gram á thì mình lấy ra mình chia thì mình làm nửa lít nước. Hoặc là mình chia theo cái phần trăm của cái này. Cái khó nhất là cái bột thôi. Thì đây mình cắt ra, chắc có lẽ là mình làm luôn để cho quý vị. Cái này thì thật sự bánh bèo thì ăn nó rất là dễ ăn. Rồi mình làm xong rồi mình để tủ lạnh, rồi khi nào mình ăn là chỉ lấy ra ăn thôi. Rất là dễ. Đây là tất cả một này mình nổ ra đây này á, trong một cái tô như thế này. Bánh bèo hương xưa là có cái loại cái bánh bèo nữa. Bánh xưa bèo này cho quý vị qua lại này. Thì tất cả các chợ Việt Nam đều có bán. Được rồi. Một năm thì đó, đây là 400 gram. Xong rồi á là mình cứ làm á thì bỏ một tí, đây là bột năng, bột năng chi vậy? Dạ, bỏ cho nó hơi dai dai đi cho nó ngon. Cái này là mình biến chế thôi. Okay. Khoảng một muỗng này thôi, tí này một suất này là thôi. Rồi trong khi đó thì mình sẽ bỏ khoảng một muỗng đến một muỗng rưỡi dầu ăn. Vì dầu ăn để cho nó đừng có dính trong cái khuôn á khi mình đổ vô đó. Đó, khoảng một muỗng rưỡi, rồi. Xong rồi á thì mình có thể mình bỏ một tí muối được thôi, em hiểu không? Thì một tí muối thì bây giờ mình sẽ lấy tí muối đây, một tí muối thôi, chút muối cho nó hơi mặn mặn này. Tí thôi, rắc tí. Và xong rồi mình bắt đầu đổ vô này. Thì bây giờ mình đổ vô đây là 1 lít nước. Okay, một cái này là 1 lít cho 400 gram. Cho 400 gram thì 1 lít. Thì mình có cái rồi mình đo đó, rồi mình cũng phải đều từ từ để mình cho nó bột nó tan ra hết cả. Quý vị vô chợ Việt Nam nói bột pha chế sẵn của công ty Miko, bột hương xưa. Mình từ từ chứ mình đừng có bỏ một lần nó đóng cục ở dưới á. Rồi xong vậy. Xong mình để khoảng 15 phút. Bây giờ mình sẽ để đây không được. 15-20 phút thì đây là tôm. Thì mình mua tôm cái loại này là cái loại to mà cái loại vừa thôi, là vì con tôm nó nhỏ thì nó ngọt. Còn tôm lớn á thì ăn nó xài nó không có ngọt. Được, đừng có nhỏ lắm mình mất công rồi. Cái này medium, cái này một hộp nó ở mình qua mấy chợ Mỹ đây á, thì nó cái size nó là từ 25 đến 30, tất nhiên một bao nó 25 đến 30 con. Nó tùy lớn nhỏ hơn chút thôi, nó chết là mình lột nó ra. Nên dễ này, cái vỏ rất là dễ. Mình dễ lột mà. Rất là dễ đó. Nhưng mà cái vỏ này mình có bỏ không hay là mình... Không, cái vỏ này á giữ lại không có bỏ. Ở đây này. Thì chúng tôi làm trước rồi, làm trước một mớ là vì đây làm đó đây. Vỏ tôm thì bỏ nhưng mà mình phải giữ đây không tôm. Rồi, mình để đây ha. Đây này. Đó, quý vị này, nó rất là dễ đó, ai làm cũng được này. Đây này, đó, bỏ cái vỏ ở đây. Quý vị giữ cái vỏ này để làm gì? Để chút nữa mình nấu cái nước mắm ăn nó mới ngon. Là vì cái tôm này mình rửa xong rồi mình nấu nước mắm dễ. Nhưng mà nấu bằng vỏ tôm thì sẽ ngọt hơn thôi mà. Dạ, nhưng mà con này nhớ là mình rửa cho sạch sẽ nha. Thì mình rửa xong rồi cái mình, đó, thì đại khái là như thế này. Đó, thì quý vị cứ một lần chưa làm á thì khoảng một bao là khoảng 25 con như vậy. Quý vị hiểu không? Quý vị lấy cái dao, quý vị phải cắt cái lưng ở đây này. Cắt cái lưng này, lấy cái chỉ ra, sau cái chỉ đó thì con tôm nào có cái chỉ sau này. Thấy không? Và cái loại tôm này lucky nó không có này. Thấy không? Rồi mình lại cho nó vô đây. Đó, đây là cái này là làm rồi đó. Làm trước là để bỏ rồi. Chúng ta xẻ cái lưng để lấy cái tẩy lưng ra đây này, chẻ lại này. Quý vị chẻ lấy cái dao đó rồi cắt như vậy. Đây chưa? Cái này này, nó có cái này là dơ này, thấy không? Mình lấy nó ra.
Nhưng mà cái này để mình làm cái gì? Đây là mình làm tôm cháy. Đó, tôm làm cháy. Cháy và làm cháy để mình đẩy. Đó, thì đó là rồi xong. Rồi bây giờ mình ướp cái này. Bây giờ cái này coi như mình để nó trong nhà. Ướp này thì bây giờ trong này cái gia vị mình có này. Thứ nhất á là mình đương nhiên là phải có một tí bột nêm này, tí bột nêm. Tí thôi, không có nhiều nghe. Bột ngọt tí được nghe. Bột ngọt, bột nêm đó. Rồi một tí tiêu trắng. Tiêu trắng này. Tiêu trắng, tiêu sò đó. Tí thôi. Để cho nó thơm luôn. Còn một cái ớt gì đó. Dạ. Quan trọng nhất là trong này phải có nước mắm. Thì một nửa bao như thế này á thì mình nước mắm được mình khoảng 2 muỗng cà phê này. Đó, 2 muỗng này này, cái mắm tôm mình rưới đó. Rồi xong. Rồi sau rồi cái mình mới xổ nó lên. Đó, xổ nó lên. Rồi sau rồi cái vị để đây cho một chút cho nó thấm. Dạ. Rồi bây giờ mình làm qua là bây giờ cái này á bỏ vô trong nồi để mình nấu nước để mình làm nước mắm. Dạ. Yeah. Trong nồi á mình làm để xong lấy cái nồi. Mình lấy cái nồi để chừng này cái bỏ tôm á thì cho khoảng hơn nửa lít nước tí thôi. Đầy nước này. Rồi mình bỏ vô trong này. Cái bỏ tôm này mình đầy nước, mình rửa thật thiệt sạch 2-3 nước á. Dạ. Dạ. Rửa thiệt sạch. Rồi xong rồi cái mình bắt lên bếp cho nó sôi là mình bớt lửa đi. Rồi bây giờ mình làm qua cái chả huế. Chả huế quý vị có thể mua thịt về quý vị bằm ra, nhưng mà cái này nó bán sẵn ngoài rồi, mình ra mua ngoài chợ đó. Thì giò sống mà. Dạ, cái này giò sống. Thì mình mua ngoài chợ xong rồi mình về mình ướp theo cái ý của mình. Đó. Với sẵn mình làm cũng được nhưng mà không mất công. Cái này mình làm ở nhà ăn thì không có đãi tiền hay bán mua gì đâu mà mình phải mua máy rồi. Ok, đầu tiên là phải nước mắm. Thì chừng này nó khoảng 1 muỗng cà phê thôi. 1 muỗng cà phê. Dạ. Đó, 1 cà phê tận tí nữa. Đó, nước mắm. Là vì cái này chả Huế thành ra nó phải, thứ nhất là phải mặn. Thứ hai á là mình bỏ tỏi. Tỏi thành nhiều, tỏi bằm. Tỏi bằm khoảng 1 muỗng rưỡi cà phê. Tỏi bằm nó mới ngon. Và thứ ba nữa là tiêu. Tiêu thì mình bỏ tiêu. Đó, thì này cũng chưa được muỗng cà phê đó xong. Thì thơm cái đó. Bỏ một tí dầu ăn thôi. Để cho nó đừng có dính nhau khi mình gói đó. Dạ, yeah, dạ. Yeah. Một tí là khoảng 1 muỗng cà phê thôi. Rồi trộn nó lên. Đó. Và một cái nữa là mình phải có tiêu hột. Phải lấy tiêu hột quên. Phải lấy tiêu hột nữa. Thì nó có hai loại tiêu. Một loại tiêu tiêu hột trắng. Thì mình đây tiêu hột trắng này. Đó thì mình bỏ khoảng vài chục hột thôi. Khi mình ăn thì nó sẽ thực. Tiêu trắng. Xong rồi bây giờ mình trộn nó lên này. Trong khi đó thì mình bắt cái chảo lên, mình bắt cái sửng lên. Cái sửng như thế này đó, thì bắt cái sửng lên để mình gói. Cái nồi đó mình hấp hai thứ phải không? À không, cái đó mình làm chả trước. Trong thời gian mình làm chả thì mình cho hấp đi, hấp thì nó trong khoảng 20 phút thì nó chín. Thì mình lấy chả ra thì mới bắt đầu mình đổ bánh bèo. Thì khi đó cái bột của mình nó đã thấm rồi, thấy không? Rồi khi mình đổ bánh bèo á thì trước khi mình đổ bánh bèo thì mình phải làm cái nhân trước, cái nhụy trước. Đó, bây giờ coi như là xong rồi đó. Cái lá mình có sẵn rồi nè, thấy không? Giờ mình lấy ra, mình đặt lên cái dĩa. Thì là ta cứ chỉ có một cái cỏ để nó đi mình quẹt cho nó đừng có dính đó. Dạ. Đó. Thì xong rồi khi đó thì mình lấy cái muỗng. Dạ. Quý vị ta dùng tay cũng được, hay lấy cái muỗng mình gót nó lại. Đó. Một miếng là tùy theo mình lớn nhỏ theo mình thôi. Đó. Mình bỏ vô đây. Để gói nó lại thôi. Chả này là bán tùy lời. Có sợi dây, nó sẽ còn nó lại không đâu. Là biết sao? Dạ. Là vì trong này nó sẽ bung nó ra.
thường thường làm ở nhà ăn á, là mình có một chút gì nữa phải không? Dạ, dạ. Có một tí bột này cho nó dai dai, bỏ một tí bột nội cho nó nổi lên thì chắc có lẽ là chỉ cần bỏ một tí vì không biết mà có nhiều người họ họ không thích đó, không thích bột nội nhưng mà chưa thì để trong cái chả để trong cái chả này quả wow. Tất nhiên là cái này mình bỏ một tí bột này vô này, một tí thôi, khoảng nửa muỗng này thôi đó, khoảng nửa muỗng thôi, rồi bỏ một tí cái này đó, kêu là bột nổi đó, tầm tối đa 20 phút là nó ấy rồi để nó kín lại. Chân của nó như là nhụy đó, vẽ là cái nhụy không chế. Sơ qua thôi, chưa có chín chút nữa mình phải bỏ lên lửa trên cái son để mình làm cho nó chín nữa. Vì con tôm, con cá cũng vậy, ăn cá mà to nó chỉ mỡ không có đâu có ngon. À, bây giờ quý vị bỏ lửa thật nhỏ để cho nó chín con tôm đi, mình để lâu nó không có bị thiêu. Bỏ một tí nóng, một tí tỏi này, để thôi. Tí thôi, một cái đầu muỗng bột đó, rồi xong. OK, xong khi mình chờ mình đổ bánh bèo thì bây giờ cái này xong rồi, bây giờ mình bắt đầu mình lấy cái này mình lọc ra để mình làm nước mắm, cái nước mắm, yeah. Là cái vỏ tôm đó. Đó là mình lấy cái nước tôm thôi. Nước tôm đó, nước tôm nấu rồi xong á, mình lấy cái rây mình rây ra, thì đó còn cái nước đó. Cái nồi á. Bắt lên. Thì khi bắt đầu nó hơi sôi sôi á, là mình cho nước mắm vào. Nước mắm vào đường. Bây giờ sửa soạn thì chả cũng sắp xong rồi chứ ha. Cắt chút nữa rồi nè. Cho nó mấy chút nữa rồi. Bỏ khoảng 3 đến 4 muỗng thôi. 2 nè. 3. Đó, 4 muỗng thôi. Bốn muỗng được. Bớt lửa đi, bây giờ bớt lửa được rồi. OK nè. Rồi, bây giờ mình phải có tỏi ớt ha. Tỏi phải. Mà nhớ là cái bánh bèo Huế là thường thường phải có ớt xanh, nó mới ngon, nó thơm. Rồi mình cắt ra chứ không có dằn mà không có giả ra. Cắt nhỏ càng nhỏ càng tốt. Cho ớt vào đây. Ai muốn ớt nhiều quá thì mình bỏ rất là nhiều nha. Ngon nhất là không. Rất là thơm. Mình thử đi. Đây là nước mắm. Ngọt lắm luôn á. Hấp dẫn á. Chắc chắn là chị
trước đó. Không bị dính hết. Nó dính là vì mấy con cái thì ấy rồi đó, có xí dầu đó mà đâu có nhiều đâu. Mình chỉ lấy cái khi mình làm á thì mình bèo mình để dưới rồi cái chả mình để trên là lại cho cái lần đầu tiên mình phải bỏ tí dầu cho nó được nó dính, đừng có dính trong cái nồi để bỏ cho nó khoảng 2 phút cho nó nóng cho là cái cuộn. Đấy, can là khoảng 5 đến 6. Tức là mình bắt cái chảo lên và bỏ dầu. Vì cái này với cái kia nó bằng nhau, cái kia là 12 cái, con hiểu không? Yeah. 12 cái mà nó lớn, còn cái này là 4 cái mà nó nhỏ. Muốn rưới bao nhiêu nước? Muốn rưới bao nhiêu nước? Nó dài dài mà nó ra cái bột. Mình làm được hơn cái mục tiêu. Một tiếng làm được 1 tiếng hơn đi. Làm đúng rồi. À, tiếng hơn. Yeah. Rất là ngon cái vị đây. Thưa quý vị, hôm nay đây là tập đầu tiên là chúng ta sẽ cùng thưởng thức cái tài nấu ăn của chú Lê Bá Chư, là giám đốc của trung tâm Sáng Ngọc, với món ăn đầu tiên đó là bánh đậu Huế. Cho nên quý vị muốn theo dõi thêm những món ăn ngon từ kênh YouTube Sáng Ngọc thì quý vị nhớ subscribe và bị share cái video clip của trung tâm Sáng Ngọc để cho mọi người cũng được biết đến. Và biết đâu là quý vị ở nhà, những người không biết nấu ăn như Jimmy cũng có thể tập nấu làm bánh bèo mà chỉ trong vòng 1 tiếng đồng hồ thôi. Hôm nay cảm ơn chú đã hướng dẫn cho Jimmy và các khán giả để biết làm cái món bánh bèo Huế. Bên cạnh đó, nhưng đây Jimmy cũng muốn gửi đến chú một cái ấm quà vui lòng chia sẻ với chú và tất cả quý vị. Đó là trung tâm Giáng Học nhận được cái nút 3 của YouTube. Wow. 100.000 subscriber. Oh wow. Cảm ơn Jimmy cũng như tất cả các anh chị em đã hiệp trợ Giáng Học. Yeah. Và mong tất cả quý vị hãy tiếp tục vào nghe nhạc Giáng Học. Rồi bây giờ thêm nấu ăn nữa. Yeah. Thì để cho nó vui thôi. Yeah. Và Lê Bất Chư sẽ hướng dẫn quý vị những cái món mà rất là dễ làm. Chắc chắn là ăn thì không có ngon bằng nhà hàng, nhưng mà mình ở nhà mình làm, mình ăn với gia đình cho vui. Đúng rồi. Thì cái này là không học ở đâu hết. Cái này tự biến chế và học từ trong gia đình mình ra thôi. Thành mong tất cả quý vị, nếu mà những người mà nhà hàng nào này kia, chúng tôi xin lỗi vì chúng tôi chỉ hướng dẫn những người hôm nay thôi. Những người nào, những ông xã hay bà xã hay là con cái thì đó giờ không làm, bây giờ muốn làm cho gia đình vui vẻ, có những bữa ăn của gia đình. Vâng, một lần nữa tôi cũng xin cảm ơn tất cả quý vị khán thính giả khắp nơi trên thế giới đã hỗ trợ trung tâm Giáng Học trong 40 năm qua. Wow, 82, bây giờ 2021 rồi. Wow, bây giờ là 40 năm rồi. Thì chúng tôi cũng mong rằng tiếp tục quý vị yêu trợ theo dõi cũng như là vào trang Giáng Ngọc để nghe nhạc. Yeah. Tất cả những loại nhạc nào đều có trong Giáng Ngọc hết. Yeah. Giáng Ngọc Production. Yeah. Yeah. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi và xin chúc quý vị có những ngày tươi vui, hạnh phúc bên gia đình, người thân sau cơn virus Covid-19. Yeah. Cảm ơn Jimmy rất là nhiều. Cảm ơn chú. Cảm ơn. Và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Nấu Ăn vào kỳ tới.